Lĩnh vực thẩm mỹ hiện bao gồm thẩm mỹ ngoại khoa hay còn gọi là phẫu thuật thẩm mỹ và thẩm mỹ nội khoa là thẩm mỹ không phẫu thuật. Trong thời gian qua, thẩm mỹ nội khoa đã phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, thủ thuật này có thể tiềm ẩn những nguy cơ tai biến cũng như tác dụng phụ nếu không thực hiện đúng cách. Tất cả những người phụ nữ nào mà muốn làm đẹp thì phải làm đẹp một cách phải sáng suốt nữa. Làm đẹp là cũng là điều rất tốt, nhưng mà mình phải đến những nơi uy tín và bác sĩ phải có tay nghề cao. Vậy làm thế nào để khắc phục những biến chứng thẩm mỹ nội khoa? Nếu như mình nói là do silicone thì cách duy nhất là phải nạo mổ cái silicone đó thôi. Mà nếu như mà nó là u hạt từ cái filler hyaluronic acid, có thuốc tiêm tan hyaluronic acid kết hợp với thuốc tiêm chống viêm. Nếu như mà cái u hạt này mà đã ở mức độ quá nặng, nó làm biến dạng mặt của bệnh nhân, đó là cũng phải cân nhắc mổ cắt bỏ nó đi thôi. Đón xem chương trình Bác sĩ gia đình với chủ đề biến chứng thẩm mỹ nội khoa và các khắc phục phát sóng lúc 12:50 Chủ nhật ngày 14 tháng 7 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.